Phong Hạ ngồi ở đây chờ liên tục trong 3 tiếng. Lại còn vừa ăn kem, vừa đọc sách. Xem vị trí của mặt trời. Chắc là cũng sắp đến giờ rồi. Loại cường công việc như mẹ để thông thường đều có một đặc điểm. Đó chính là yêu cầu sự sắp xếp của mỗi ngày đều nằm trong kế hoạch. Cách nói của tỷ là không sai. Lịch trình của mẫu hoàng đại nhân tương đối có kế hoạch. Hôm nay cô ấy còn có chuyện gì nhất định phải ra cửa thực hiện không? Mỗi tuần 3 tiếng sau buổi trưa, mẫu hậu đại nhân đều sẽ đến chiều lộ đường. Chiều lộ đường, đó là chỗ nào? lộ thiên trừng ra đây đi quả thật không sai ra rồi ra rồi sau khi phát hiện đại tế tư lộ thiên trừng vẫn cố tình không nhìn thấy trong dự tính không thèm nhìn mình bệ hạ của ta đừng nhìn thấy ta thì căn cái mặt mà ảnh hưởng dung nhan của người a nếu như ngươi còn nhớ đến chi tiêu của tế thiên tư vậy thì chúng ta không có gì để bàn là trận pháp truyền của lộ thiên trừng bệ hạ đừng đi ăn hôm nay thứ ta muốn nói là bản mới của thuyền a ngốc nếu vào trong lúc này sẽ bị truyền tống cắt đứt eo đó. Phán định của truyền này cũng không quá thông minh rồi. Chết tôi rồi. Theo, theo kịp rồi. Nếu không phải cô phản ứng kịp thời, ngươi bây giờ ruột đã giải đầy đất rồi. Đừng bám lấy cô nữa. Lý tưởng của cô và ngươi không thể bàn chung được đâu. Nếu ta nói ta lúc kim tinh bị trời chỉ dẫn đã thay đổi mới không biết bệ hạ tin không. Bớt đi, cô còn không hiểu ngươi. Đừng tưởng đổi cách nói thì muốn lừa cô lãng phí thời gian. Thủ tế thiên tư làm chỉ có thể khiến quyền quý trong cung vui đối với phần lớn phần tử của cô mà nói không có lợi ích. Đừng đi theo cô nữa, ngươi tự về đi. Tại chiều lộ đường, Nữ Hoàng bị hạ. Một tuần không gặp, ta nhớ các người rồi. Mọi người có chăm chỉ tu luyện mỗi ngày không? Tưởng, ừ, công pháp cơ bản của nữ hoàng bệ hạ dạy, chúng con đều có luyện tập. Nhưng chúng con vẫn là không thể vận chuyển linh khí tốt được. Phong hạ vẫn là lén lút đi theo. Ngươi à, tên nữ vương không có tình người bị ngươi giấu đi đâu rồi. Cái người phát tán hào quang giáo viên nhân dân này là ai? Chiều lộ đường là gì? Tỷ tỷ không biết sao, đó là nơi mẫu hoàng đại nhân thiết lập thu nhận những đứa trẻ vì chiến tranh mà biến thành cô nhi. Chiều lộ đường ở toàn quốc đều có thiết lập, mẫu hoàng đại nhân ngày thường đi thăm chính là bộ phận ở trong thành đô. Ta còn từng bệ hạ cô ấy sử dụng truyền trận từng cái chạy qua chạy lại chứ. Loại khoảng cách quá xa cho dù là mẫu hoàng đại nhân cũng không làm được, nếu không thì bà nhất định sẽ làm như vậy nhỉ. Vấn đề này của các con, chỗ ta có một phương pháp giải quyết rất tốt, nghe rõ. Bất luận là linh khí của người hay là tự nhiên đều có hạn, mỗi qua một khoảng thời gian, Linh khí sẽ từ từ yếu đi, nhưng qua một khoảng thời gian lại sẽ tự nhiên trở lại, đó là vì trong không khí còn có linh tử phát tán, linh tử cũng có thể chuyển hóa thành linh lực của cơ thể người. Phương pháp này có thể khiến người tu hành trong lúc linh lực bản thân không đủ hoặc tiêu hao linh lực, cũng có thể mượn sức mạnh tự nhiên để sử dụng. Có chút khó khăn. Tập trung tinh thần, cảm nhận sự lưu động trong cơ thể, rất dễ là có thể làm được. Học được rồi, thứ bây giờ ta thiếu nhất chính là bài học cơ bản, cho nên không thể đem toàn bộ quán xuyến vào nhau. Môn học cơ bản cao cấp này của nữ hoàng thật là khiến tiểu gia ta không uổng chuyến này à? Nhưng mà chuyện dạy học này rõ ràng ném cho người khác làm là được. Nữ hoàng bị hạ trong miệng đều treo đầy hiệu suất trên hết, lúc nãy cũng không một cọng gân như vậy. Oa wow, oa, wow, thành công rồi, trong cơ thể linh lực chảy vào rồi. Tiểu bác lợi hại quá, kiêu ngạo quá sớm rồi, loại mức độ này còn thua xa dương dương tự đắc. Ơ, ờ, quả nhiên vẫn là nữ hoàng nghiêm khắc đó. Ngô, em trai nhỏ được đó nha, có thể làm đến như vậy đã rất giỏi rồi phải tiếp tục cố gắng lên nha. Thật sao? Cảm, cảm ơn chị. Nhìn thấy đại tế tư như vậy, Lộ Thiên Trừng cũng có chút động lòng. Làm tốt như vậy, tỷ tỷ phải thưởng cho em, muốn gì, nói đi. Nghe nói xem quần nhỏ của tỷ tỷ xinh đẹp thì có thể trưởng thành thành đàn ông, ta muốn xem. Rất tốt, không hổ là bản năng của đàn ông, thỏa mãn em. Loại thưởng này không được à? Lúc nãy ngươi làm tốt lắm, cô phải cảm ơn ngươi. Ồ, bệ hạ không trách ta lén theo đến sao? bệ hạ loại thiên tài trong thiên tài này có yêu cầu cao hoàn toàn bình thường nhưng một trong những động lực tiến lên của người thường chính là sự cổ vũ chân thành ta cảm thấy bệ hạ và ta thật ra rất thích hợp bổ sung cho nhau cô sợ điều đó sẽ làm ô nhiễm não của cô nhưng cô không phản đối cách nói này ta từng nghe người nói vui cùng dân đây tâm yêu lạc lấy hành nhân chính khiến dân muốn gì có đó sở dĩ thành lập tế thiên tư chính là vì xây dựng cầu kết nối bệ hạ và bách tính lấy cái vui của dân làm vui lấy mối lo của dân âu lo hải nạp bách xuyên, cầu cùng tồn dị mới có thể củng cố xã tắc, lập cường quốc. Sở dĩ đọc dành như vậy là Phong Hạ đã học thuộc sách của Tế Thiên Tư rồi. Bệ hạ thu nạp những đứa trẻ này là hành vi của Minh Quân, vậy tại sao không thể hiểu nhiều hơn nhu cầu của họ, thân cận với họ hơn chút nữa chứ? Điểm này là cô suy nghĩ không chu đáo. Vậy bệ hạ là không phản đối ta cử hành khánh điển nữa rồi. Một chuyện ra một chuyện, với tần suất lấy tiền làm khánh điển đó của người, cô mà phê rồi, quốc hố sớm rỗng rồi, bách tính cũng ăn không tiêu yên tâm đi, bổn tế tư lần này làm khánh điển. Không tốn một phân tiền nào quất khố của bệ hạ. Người bảo cô dẫn đến hồ cá là làm gì? Ta tuy nó khánh điển không cần bệ hạ phát tiền, nhưng vẫn là cần phải tự mình kiếm một chút vốn đầu tiên. Dựa vào tiêu diệt yêu ma làm loạn trên lệnh thưởng kiếm tiền thưởng của bệ hạ, có lẽ không làm trái với lời hứa của ta chứ. Đó tự nhiên không tính, nhưng... Ngươi là làm thế nào biết được nơi ẩn thân của ngư thiên cơ? Là, là dựa vào bói. Nhưng ngươi ngày thường không tu luyện qua linh lực của bản thân, làm sao hoàn thành lãnh thưởng a ơ ờ, phải đó tế tư lời này hai cũng hết cách với ngươi dùng biện pháp ta dạy cho mấy đứa nhỏ ở chiều lộ đường đi cho dù là lơ là tu luyện ngươi cũng có thể vận dụng linh lực ngô dùng bụng thu khí dùng hô hấp của ngươi mang các linh tử trong không khí hít vào bên trong cơ thể được ôi cảm giác này rồi đem các linh tử chìm trong bụng từ từ di chuyển đưa lên trên thoải thoải mái quá tiếp theo vùng ngực thả nhẹ đem sức mạnh dịch chuyển đến cánh tay khiến linh lực có thể đưa ra ngoài sau cùng đem linh lực hướng lòng bàn tay thả ra thì có thể hình thành một bộ tuần hoàn u oa làm không tệ đâu hình hình dạng này thì ta bản năng không thể nhịn nổi he xem chiều ta đây ra đi cá đầu mập cá đầu mập bản mini dùng bộ cơ thể này cũng có thể đối phó ai ra lại nữa hả con mẹ nó lại làm phiền lão tử nghỉ ngơi ừm ta vì sao phải nói lại nữa hả trời thật tính rồi sao lại là bản pro max bệ hạ loại thể hình này ta không đối phó được người sẽ không thấy chết không cứu chứ. Người vì sao chỉ nhìn thôi vậy? Nếu muốn tiền thưởng của ngươi, vậy tự nhiên ngươi phải đích thân xử lý yêu thú mới được. Cô chẳng phải đã dạy ngươi cách mượn linh tử dùng rồi sao, chẳng qua là con yêu thú nhỏ mà thôi, giết nó cho cô. Chỗ nào nhỏ a, à, ta nói rồi đừng lấy tiêu chuẩn của bản thân bệ hạ nhìn người khác. Lộ thiên trừng, lão tử còn chưa tìm phiền phức của ngươi đâu, ta vậy mà tự mình đưa đến cửa rồi. Lão tử xử người đàn bà này trước, rồi mới diệt ngươi. Bởi vì cá đầu mập không phải điểm mấu chốt chính, cho nên tốc độ phát triển cũng có khác biệt sao? Ta bây giờ nói xin lỗi với cá đại gia có phải đã muộn rồi không? Vừa lên đã bỏ tất giết, người vội tan làm sao? Đem linh lực chuyển đến vùng chân nhảy về phía bên trái. May quá né được rồi. Thì ra có thể thao tác như vậy à? Đối thủ chỉ là một tên đại ngốc ra tay lỗ mãng mà thôi, đừng tự loạn trước. Quan sát sơ hở của đối phương cho tốt, cho dù là loại gà tơ như ngươi cũng có thể qua chiêu với nó. Bệ hạ, câu cuối cùng đó có chút dư thừa. Căn cứ theo kinh nghiệm chiến đấu lần trước, sức mạnh của tên cá là mập này toàn bộ đều dựa vào giống một ký lôi minh thì đem hắn biến thành cá khô tìm được sơ hở của hắn lần nữa đem hắn biến thành cá đầu mập nướng than rất nhanh phong hạ đã tiếp cận và chạy ra phía sau nó nhưng chưa chiêu thay trời đi chết cho lão tử sao ta không nghĩ đến hắn còn biết dùng đuôi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi hết chỗ để chạy rồi phải không lão tử cắn chết người đây là gì á à, đau chết ta rồi cẩn thận một chút a à cô không thể ra tay giúp ngươi mãi được đâu. giúp ta, tuy không bị cắn chết, ta cũng sẽ bị ngươi một trường trường chết rồi. cô đã rất thu lực rồi. bệ hạ, ngươi có thể ở xung quanh của ngư thiên cơ làm ra một số trận pháp như lúc nãy xung kích nhau không? ý của ngươi là như vậy? không hổ là bệ hạ, lý giải nhanh thật. còn có, lực đạo xin hãy nhẹ thêm chút nữa. ô, như vậy ngươi còn bắt được ta không? mắt, mắt của lão tử sắp hoa rồi. ngươi đâu rồi? ở đây nè cá đầu mập, gì? ăn xuống cho ta. Ha ha, biến thành món cá nướng đi, đầu mập chết tiệt. Ye he, chiến đấu thành công. Bệ hạ, như vậy cũng tính là ta tiêu diệt yêu thú chứ? Ý, hình như có gì đó sai sai. Rất may là lộ thiên chừng đến cứu kịp thời. Xem chút nữa là phong hạ lại đang xuất rồi. Lực đạo lần này của cô như vừa ấy chưa? Cuối cùng cũng có tiền rồi he he. Không bị thương chứ? May nhờ điện hạ, không sao. Nhưng nếu như vậy, tiền thưởng của ta đây là yêu thú ngươi và cô cùng giết tiền thưởng theo quy tắc ngươi tự nhiên nên lấy đi một phần